Kính chào quý vị khách hàng đã đến với video giới thiệu sản phẩm của Dakia. Trong ngày hôm nay, Dakia sẽ giới thiệu bộ sản phẩm bộ GPS InnoVT được thành lập vào những năm 2002 với những thành tựu về lĩnh vực điện tử công suất, về điều khiển tự động với gần 30 bảng sáng chế. Và bây giờ Dakia sẽ giới thiệu về bộ sản phẩm. Thì bộ sản phẩm được bọc trong một hộp giấy. Rồi bây giờ Dakia sẽ mở hộp sản phẩm. Đây, bộ trong bộ sản phẩm có một quyển sách manual, một dây kết nối vào cổng AC in KFRS232. Rồi bên trong thì có, ở bên trên này có hai miếng mút xốp bảo vệ. Rồi ở phía dưới này có hai miếng mút xốp bảo vệ. Rồi và đây là bộ GPS InnoVT. Và bây giờ Dakia sẽ quay xung quanh sản phẩm cho quý vị khách hàng xem. Rồi, về cấu tạo của bộ sản phẩm thì đây, mặt trước của bộ sản phẩm có hai nút nhấn. Nút nhấn này là nút nhấn on off, dùng để bật tắt GPS. Nút nhấn này là nút nhấn function, là dùng để nhấn vào chế độ cài đặt các thông số. Rồi ở đây là có bốn đèn led. Đây, với đèn xanh InnoVT. Đây, có nghĩa là khi đèn này sáng có nghĩa là GPS đang hoạt động bình thường. Rồi tiếp theo đèn xanh REC. Khi đèn REC này sáng thì đang ở chế độ chỉnh new, hoạt động bình thường. Rồi tiếp đến đèn BIB là đèn ở chế độ bypass, là khi đèn này là đèn vàng. Khi đèn vàng này sáng thì có nghĩa là bộ GPS này đang ở chế độ bypass. Và tiếp theo đèn battery. Đèn battery là đèn vàng. Và khi đèn battery sáng có nghĩa là battery đang được sạc hoặc được xả. Còn khi mà đèn battery nhấp nháy là báo hiệu là battery không được kết nối. Rồi phía bên trên là một màn LCD. Thì màn LCD này hiển thị điện áp vào, điện áp ra, tần số, phần trăm tải, các chế độ hoạt động, mà nối. Rồi tiếp đến là mặt sau của bộ sản phẩm. Đây, với mặt sau của bộ sản phẩm, với cổng này là cổng AC input. Rồi đây là 6 cổng output có ra. Tiếp đến là cổng kết nối vào cáp RS232. Rồi qua những thông tin vừa rồi, tiếp theo Dakia sẽ nói về thông số của bộ sản phẩm. Thì bộ sản phẩm GPS InnoVT có điện áp có vào là 110 đến 288V AC, với tần số vào là 50 hoặc 60Hz. Cho ngó ra là điện áp 240V AC, tần số 50Hz, với công suất là 1000VA 900W, hiệu suất 0.98. Kích thước của bộ sản phẩm, với chiều dài 438mm, chiều ngang 426mm và chiều cao 86mm, với khối lượng là 13.5kg. Rồi qua những thông số vừa rồi, Dakia sẽ nêu ra ưu điểm của bộ GPS này. Thì bộ GPS này có thời gian chuyển mạch rất là nhanh, sấp xỉ 0 giây, với các bảo vệ điện quá điện áp, quá tải, quá nhiệt, ngắn mạch, có còi báo khi chế độ GPS on hoặc báo lối, hoặc là ở các chế độ hoạt động của GPS. Rồi tiếp đến, bộ GPS này được ứng dụng trong những lĩnh vực gì? Thì bộ GPS này được ứng dụng trong lĩnh vực máy tính, server, hệ thống camera, an ninh, các thiết bị viễn thông và các thiết bị cần lưu trữ điện. Rồi và đây là video giới thiệu sản phẩm của Dakia. Nếu quý khách hàng có quan tâm đến bộ sản phẩm,
thì vui lòng để lại số điện thoại ở dưới video hoặc liên hệ hotline 0343535797 hoặc truy cập website dapiantech.com. Cảm ơn quý vị khách hàng và hẹn trong các video lần tới.